Ok nhá, xin chào thể mọi người trở lại kênh của mình nhá. Tình hình là hôm nay mình quay video này trong ngày cuối cùng của tháng, sẽ là ngày hôm sau sẽ là reset cái lặn rồi. Thì nói chung là sau thời gian dài còn mỗi cái lặn chưa chịu đi nốt thì tôi cũng bỏ công sức ra đi một tí xem như thế nào. Thì cũng không chắc là sẽ đi được hay không nhưng mà mong là sẽ đi được. Nói chung thì sẽ cố gắng đi cái lặn tại vì không ngày mai đã reset mất rồi. Thì với cái lặn của ngày hôm nay thì mình vẫn đi đội hình nó gần như tương đối như cái lần trước thôi. Chẳng qua với sức mạnh và thời gian dài không đánh thì chắc cũng mạnh lên một chút thì hy vọng sẽ đi qua. Thì bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này cũng đừng quên là like, đăng ký kênh, hộ cho mình để cho mình may mắn một chút mình vượt qua cái lặn cho nó xong. Có một cái lặn 50 mãi không chịu đi, nó phải đi nhục quá chả đi. Ở đây hiện tại cái này thì vẫn đi đội hình gồm có tàu đầu tiên là tàu Tân Hô Hy nhá. Vẫn sử dụng các vị tướng cũ như là Veronica, Minisha, Liumila, con Johanna và con Queen. Tiếp tục sang tàu thứ hai vẫn dùng tàu Hồ, vẫn sử dụng là con Yuna, con Yang Harim, con Kiregong, con Rita, lính vác khiên và lính súng trường. Tàu 3 thì vẫn sử dụng là tàu Kami Yumi, vẫn sử dụng ở đây là con Seo-yun, con Lee Yumi, con Evelyn, con Xiaolin. Và Xiaolin này đã lên mức độ Riam rồi, đã khỏe hơn trước rất nhiều rồi. Tiếp tục ở bên này nữa dùng Chifuyu, dùng Nanahara và dùng con Shinjia. Tàu số 4 thì vẫn sử dụng ở đây là tàu Tân Destroy, sử dụng ở đây là con Yumina, con Idel, con Lee Soyun, con Arius, con Enisok và Jewa và sử dụng con Alex. Và cuối cùng cái tàu số 5 thì sử dụng tàu doanh nghiệp, vẫn sử dụng ở đây là con Najubin, con Carion, con Seo-yun, con Claudia, con Rosaria, con Hildy và con Ifrit. Thì nói chung là đội hình cơ bản vẫn như cũ. Đội hình này cũng không có, mình đã có thêm một số tướng mới nhưng mình không cho vào tại vì bản chất vấn đề ở đây là chủ yếu là thua con cuối thôi. Mà con cuối ở đây thì chủ yếu là sức mạnh con cuối. Ở đây mình hy vọng sức mạnh của Minisha giúp cho mình có thể vượt qua được. Chứ còn về cơ bản cái kia mình nghĩ không cần thay tướng. Mình thấy ngày xưa đánh thắng rồi thì bây giờ đánh vẫn sẽ thắng thôi. Chủ yếu là đánh con cuối có thắng hay không thôi. Thì chủ yếu là dựa vào sức mạnh tàu 1 thôi. Thế ra mình đi cách bình thường nữa. Nó sẽ quay trở về để mình ta đi vào tiến hành xuống lặn nhé. Mình quay vào bản đồ thế giới mình xuống lặn một tí đi. Không mình để lâu quá chưa đánh. Tại vì nếu không đánh thì cũng phải reset thôi, vì nó đánh ngày cuối của reset được còn có 4 giờ 17 phút này, tức là nói chung đánh qua thôi. Cũng còn khá nhiều sách thông tin, hy vọng sẽ qua được. Chúng ta sẽ đến với này chọn tàu một chút không? Mình cóc nhớ chọn tàu làm sao rồi. Thôi cứ chọn bừa đi. Đấy như không nhớ thì lâu không đánh quên ngày xưa chọn thế nào cho hợp lý rồi. Ok chọn bừa nhé. Cũng chả quan trọng đâu mà, quan trọng là mình chọn tàu đánh, quan trọng là cửa cuối đánh thắng hay không thôi. Hình như là để auto sao lại bỏ tích auto rồi đó. Skip qua đi. Bỏ cái tự động chiến đấu rồi nhé. Để mình đi chọn cái dòng búp cho nó tiện. Ở đây đầu tiên mình có cái này là trắng mà không có búp. Mình chắc là ưu tiên đi chọn búp trước. Thì chui lên chỗ màu tím đi. Thực ra chọn sai một tí thì cũng kệ đúng không? Đấy cũng không quan trọng lắm. Nó cho bừa tàu đánh mình nghĩ để auto cũng sẽ win thôi. Chủ yếu là đánh con cuối thì đánh thủ công nhưng mấy con đầu chắc auto win hết thôi. Chẳng lẽ ngày xưa win được giờ lại không win được không? Nó thường nó chỉ có yếu đi chả bao giờ nó mạnh lên. Thực ra chắc là sẽ win thôi. Nói chung là hồi hộp nhất đánh con cuối nhé, con cuối là cái con mà mình gian nan nhất. Thực ra mọi như kiểu mình hỏi với em, với tụi em nhân em hỗ trợ mình thì em bảo là anh đã đánh được cả cái cung điện 5 rồi thì anh chắc chắn sẽ win được cái lặn 50. Anh cứ cố gắng thì đánh đi thì ra hôm nay cũng xong rồi mình đánh. Đánh hôm nay cận ngày rồi. Chứ thực ra là mình thì thực sự mắc cung điện 5 mình qua rồi thì mình nghĩ chắc mình cũng đủ mạnh để qua cái con cuối thôi. Chỉ sợ nó đen thôi. Ngày xưa một lần đánh suýt thắng rồi mà nó còn thua cay quá, mà đánh nó lâu ở chỗ là nó không cho mình bỏ qua đoạn đầu, bắt mình đánh từ đầu đến cuối nó lâu thì nhiều khi ngại không đánh ấy. Chứ còn nếu mà đánh từ đầu đến cuối mình nghĩ là đánh nhiều lần rồi là nó sẽ quen, nó sẽ win thôi. Thì cố gắng làm sao này win cho nó xong nhỉ. Chắc là mình cái thằng hiếm hoi giờ này đánh cái lặn 50 ấy. Mình nghĩ chắc là đa phần là qua hết rồi. Các bạn thì bây giờ qua cái lặn 50 cũng chỉ thêm chút quà, nó không có gì ấn tượng lắm ấy, cũng chả vội. Thôi đánh dần dần đi. Cửa cuối thì vẫn đánh thủ công nhá, mấy cửa đầu thì auto thôi. Mấy cửa đầu chắc không thua được. Nó không cần quan tâm mà đánh cho bao nhiêu giây còn bao nhiêu tướng nhé.
Cái vấn đề chủ yếu là chúng ta đánh làm sao cho qua là qua thôi. Đây có gì tăng FPD tất cả đồng minh, FPD đơn vị mặt đất, đam của tất cả chống lại đơn vị mặt đất kẻ thù. Cái này không biết là nên chọn cái nào nhỉ? Không, chọn bừa một cái đi. Đây có hai cái búp nữa thì đánh cái nào cũng được đúng không? Đánh bừa một cái đi. Thực ra đội hình xếp thì không nhất thiết phải xếp đủ tướng, mà xếp ít tướng mà nó phù hợp là được. Cái đội hình cơ bản mọi người xếp hộ mình thôi, mình cũng chả để ý cái này lắm. Nói chung là cuối nó sẽ thử thách mình rất nhiều vấn đề, mình chọn thời điểm thả tướng đấy. Mình đôi khi mình thả hơi vội nên ra nhiều khi đánh toàn bị thua. Mà con đấy thua đánh lại từ đầu mất bố nó chục phút đi từ đầu rất là khổ ấy. Thành ra nhiều khi cũng mệt. Nếu giả sử lần đầu tiên đánh thua thì sẽ cắt ngắn cái đoạn đi ở giữa cho bạn xem được kết quả trận cuối nhé, cho nó nhanh. Còn nếu mà giả sử đánh phát ăn luôn thì tốt. Còn nếu giả sử đánh mà không ăn luôn ấy, thì mình sẽ cắt qua cái đoạn đi ở giữa nhé. Còn lần đầu tiên đi cứ đi từ đầu đến cuối. Còn nếu không may mình thua mình sẽ cắt ngắn thì một đoạn để cho các bạn tập trung xem đánh mỗi con cuối thôi. Tại mình nghĩ mấy con đầu nó dễ rồi, mình không cần thiết phải đánh quá nhiều con đầu, lặp đi lặp lại rất là dài. Mình chỉ đánh mỗi duy nhất một lần đầu tiên full thôi, lần sau mình sẽ cắt ngắn đi nếu giả sử mình đánh nhiều lần. Nói chung gần đây mình thấy các bạn cứ bảo game này sắp chết rồi, mình chả hiểu nó chết chỗ nào. Thứ hai nó chết thì kệ bố nó chết thôi, không chơi game thì rồi suốt ngày nó chết thôi. Đép tất cả đơn vị đồng minh, đép đơn vị mặt đất kẻ thù trừ đi. Lính thiết giáp, thì mình không có chơi rồi, chắc lấy đồng minh thôi. Game nó chết thì lúc nó chết là nó sẽ chết thôi. Bây giờ các bạn cứ lo nó chết thì biết làm sao được. Nhiều khi game đang sống mà mọi người cứ lo game nó chết ấy, thì thành ra nó lại thành chết đấy. Chứ còn nếu mà các bạn cứ lạc quan thì đôi khi nó chả chết đâu. Thì bản chất cuối cùng của game ấy, bây giờ ông nào cũng bỏ ít tiền mà nạp game xem nó có chết không. Làm sao mà chết được không? Tại vì game này nó tự làm từ đầu đến cuối thì nó lo gì vấn đề bị chết vì bản quyền gì đâu. Nó chỉ chết vì hết tiền thôi. Nhưng chỉ sợ anh em mà kiểu cứ bảo game cứ đi tuyên truyền là game sắp chết rồi, sau rồi không ông nào nạp tiền vào game cả ấy, thì coi như là game nó sập thôi. Nói chung cái trò game sập là chuyện bình thường, các bạn phải nghĩ tích cực như vậy. Nói chung là game thì chắc đến một thời gian nào đó nó sẽ sập thôi. Nó kiểu khoảng tầm từ 5 năm đến 10 năm là sập bình thường. Thậm chí nhiều khi game vài tháng đến 1 năm đã sập là chuyện cũng hết sức bình thường. Chẳng qua là mình chơi tận hưởng được ngày nào hay ngày đó thôi, đúng không? Đằng nào tiền vào game thì có bao giờ lấy lại được đâu. Nhiều khi nick nạp cả 100 triệu bán lại đôi khi khéo được có vài triệu, người ta cũng phải chấp nhận thôi. Thành ra cái gì cũng phải lạc quan một tí. Vì đâu cũng thấy đồn ở game sắp chết rồi. Mà vẫn phải ngày mai lên video xong game chết thật thì vỡ mặt. Nhưng mà nói chung có gì cũng phải tích cực lên thôi. Thế ai suốt ngày cứ đi tuyên truyền game chết. Muốn game không chết thì phải đi tuyên truyền là game đang rất là thịnh hành, game hay lắm, game tuyệt vời lắm. Chứ ai đi tuyên truyền là game sắp chết để cho game thành chết thật thì chết dở không? Thế thì anh em đoàn kết thế nào cho game nó sống ấy? Chứ mình chơi game này còn nhiều cái mình chưa làm lắm. Bây giờ mà game nó chết từ giữa chừng thì mình cũng dở ứng gương. Mình cũng mong nó còn sống dài dài một tí. Các bạn game này chơi nó cũng tiết kiệm, chơi nó không tốn mấy đâu. ATK, counter đồng minh, AFPD, đơn vị trên không kẻ thù. Này thiết giáp không liên quan, tôi lấy chắc lấy ATK, counter đồng minh nữa. Nói chung là lấy sai tí cũng kệ mà, quan trọng gì đâu. Cho lần lượt từng tàu đánh, chủ yếu đánh con bot cuối nữa. Mình chơi game này đến tận thời điểm này nó đen, nó vẫn chưa được set đồ đẹp. Khổ lắm. Ngoài mấy cái set hồi chiêu đẹp ra, mấy cái set khác vẫn chưa đẹp. Bây giờ nói chung cái vé vàng nó hên xui quá. Game này ông nào mà tẩy cái vé vàng đỏ chắc là chả cần nạp mấy cũng mạnh. Tại vì thằng có tiền chỉ hơn bạn mỗi cái là nó có thể nó được nhiều tướng, nó nâng được nhiều level thôi. Chứ còn vấn đề đồ thằng nào đen nên nó thật nó mua vé vàng mãi nó đen nó cũng không tẩy được. Nói chung là khổ lắm. Mình có một cái món áo giáp mình muốn tẩy dòng HP cho đẹp ấy, cho cái món đồ xịn của mình thành HP ấy. Mà tẩy hoài không ra mới đau ấy. Tẩy mãi không ra được. Cú thế không biết được. Còn hồi chiêu thì có tương đối rồi, không muốn tẩy hồi chiêu thêm mặc dù vẫn cần thêm khoảng tầm 1 set rưỡi nữa mới đẹp. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi bảo tẩy tí HP trước, tẩy mãi không ra HP. Chịu luôn.
Nhưng mà sức mạnh khá ổn, để auto khá yên tâm. Mặc dù đồ nó cùi nhưng mà cái tướng mình nó cũng tương đối. Thì mình chơi từ đầu game đến giờ thì tướng chơi cùi lắm, nó cũng phải tương đối, level ít phải 100. Còn thậm chí nhiều con 110 thì ra đánh cũng dễ thôi. Thì tướng thì về mặt tướng cái thứ thì đồ yếu, nhưng mà tướng đánh với con cơ bản thì đánh được. Có mỗi con cuối là hơi khoai, con cuối nó khoai quá đánh nó hơi khó. Còn những con khác đánh thì không vấn đề gì. Hình như địch nó đánh chả mất máu mấy, mỗi con cuối là trâu, mấy con thứa thì gần như chả mất máu. Hồi hộp lắm, hồi hộp đánh con cuối lắm. Ở đây có tăng là FPD binh lính, FPD đơn vị mặt đất kẻ thù, FPD đơn vị chơi không kẻ thù, chắc là trừ mặt đất kẻ thù thôi, vì lính mình không chơi mấy. Sắp đến con cuối đấy. Đấy, cửa cuối bên cạnh, việc mình chơi ít tướng để thả tướng cho nhanh hơn, được cái lợi thế nữa, có những cái tàu hỗ trợ thêm những cái vị thuyền trưởng mà đánh cùng ấy, nó hỗ trợ phần nào đó. Tại vì trong cái thuyền trưởng đó mình có con Rita khá là mạnh như đánh thiết giáp, thì hy vọng sẽ trụ được. Còn vì đồ mình kém thì mình không hy vọng auto cửa cuối nhé. Cửa cuối chỉ auto khi đồ nó xịn xịn thôi, đồ mình yếu quá, auto dễ chết lắm. Thế là đánh thủ công nữa. Gridam counter đồng minh, dép đơn vị trên không kẻ thù, FPD counter đồng minh, break Gridam. Sắp sửa đến với lại cái thứ nguy hiểm nhất rồi đấy. Đánh phát ăn luôn là đẹp lắm. Tại vì thường đánh từ đầu đến cuối mất khoảng tầm 15 đến 20 phút cơ. Như vậy nếu đánh phát ăn luôn là đẹp nhất, còn không thì đánh là mất cả tiếng đồng hồ cũng chả xong. Cứ thuận lợi khi đi mấy cửa auto thì tốt quá, sợ mỗi cái dở trứng nó khó thôi. Lâu không đánh mà quên bố đánh cái cửa lặn 50 làm sao đó kìa. Thôi tí nữa vào đánh thử, thua vài lần là biết thế mà. Các bạn này mình quay video công chiếu thành ra mình cũng chưa kịp hỏi, thôi kệ đi. Nếu thực sự nó đỏ để bừa cũng win thôi, sợ nó đen thôi, chứ còn nếu đỏ thì không vấn đề lắm. Mình hy vọng nó đỏ. ATK đơn vị trên không kẻ thù, tái tạo HP tất cả đồng minh, HP nghĩ không cần đâu. Có lấy AFPD tất cả đồng minh đi. Đánh nó cửa này tới đích đúng không? Lấy thêm cái búp nữa là xông xuống là vừa. Chuẩn bị đến giờ phút quyết định rồi. Sẽ quyết định rất nhiều ấy. Video thành công một phát ăn luôn hay sẽ quá khó. Mình để khá lâu đấy, thật đến thời điểm này đánh lặn là quá lâu đấy. Đánh cho nó đủ content thôi chứ còn thực ra nó chả cần thiết phải đánh đâu.
thì ra mình đánh xong cái lặn mình có chơi có gì, cái con Evil One mình chả chơi mấy thì cũng chả cần thiết lắm, rất nhiều tính năng mình chả thèm chơi mấy thành ra nó chả ảnh hưởng mấy, đánh cho nó đủ thôi. Đến hiệp 3 tướng xuống hết rồi chắc cũng cho bỏ auto ra thôi. Để chuẩn bị tinh thần cửa sau đánh thả tay. Ở phát này thắng chắc chắn rồi. Ok giờ đến cái cửa cuối đây. Cửa này thắng được thì ngon này. Nó mà thua thì khổ lắm. Đừng thua. Mình rất sợ cửa này bị thua. Đây tăng mình là trừ đam nhận của đơn vị mặt đất kẻ thù, ATK đơn vị trên không kẻ thù trừ đi, AFPT đơn vị cắn đất kẻ thù trừ đi. Giờ mình chắc là nghiêng mình cho cái 1 và thứ 3, thôi chắc là trừ cái 1 đi. Trừ đam nhận đi. Cũng không quan trọng lắm mà. Bây giờ đến cái cửa này ấy, vấn đề giờ chỗ này là chỗ khó nhất đây. Lâu lắm không đánh chả biết thắng được không. Chuyển sang cái tàu cuối nữa. Vì chơi 4 tướng thứ bỏ thêm cả con Queen nữa mà. Mà không biết có thả kịp không thì không chắc lắm. Cho mini cha xuống sớm đi. Veronica xuống tiếp về câu nào. Mình để nó hơi tiếp cận và hơi sớm thôi. Cái thanh tím ấy sắp đầy sao ấy. Đó, chưa đầy. Thế bỏ mẹ để nhiều quá. Hỏng rồi, để nhiều quá đâm ra cấp đấy chắc phải bỏ bớt đến con. Nó không ảnh hưởng cái việc hiện ra cái con Veronica. Hiện tại được cái vẫn sống nhưng mà quả đấy hơi nguy hiểm, mình để hơi nhiều tướng. Nên việc thả con Veronica xuống nó hơi khó. Cái này để về hơi dở, mình chắc phải bỏ bớt đi con. Được cái là con mini cha mình nó khỏe, hiện tại vẫn chưa thấy chết. Nhưng mà để vây mình thả, mình tự mình làm khó mình thôi. Nó bắt buộc thả cái này xuống sớm nữa. Có nhiều khi tự mình làm khó mình thật. Chết mất mini cha rồi. Nhưng vẫn còn hy vọng thì ra tướng mình nó khỏe quá ấy. Mà tự mình làm khổ mình. Nhưng mà phát này vì tướng khỏe quá nên có hy vọng thắng vẫn cao. Mà không biết có giảm độ khó chưa nữa. Hình như có thể nó giảm độ khó bớt rồi. Veronica đứng ở sau rồi nè. Có vẻ đánh dễ hơn thật rồi. Phát này chắc là win thôi, mà đánh hơi vất vả một tí. Để từ mình làm ngu mình rồi, mình thả hơi nhiều tướng nhưng mà phát này chắc là win thôi. Để mini cha mình dùng set hồi chiêu 72 khá là khỏe, mình đánh vẻ thắng đậm nhỉ. Phát này nghĩ là thắng đậm đấy. Để thấy đánh như vậy chắc chắn là win rồi. Yên tâm rồi. Rồi ok ngon rồi win rồi. Như vậy khéo để auto cũng win đi, mình nghĩ là khéo để auto cũng win đi. Đánh cái này quá là ngon rồi. Ô thế cùng giải quyết đơn giản nhỉ. Có thể là do bây giờ tướng mình xịn quá rồi mình không chịu đánh. Vì sức mạnh này nó đạt sức mạnh của mình cách đây rất nhiều tuần rồi. Chẳng kể mình không đánh. Ôi giờ tới chủng lặn 50 giờ dễ nhỉ. Biết thế đánh từ sớm. Mình bị tâm lý mấy lần livestream đánh không thắng ấy, nó hơi tâm lý. Đánh phát ăn luôn này. Ok ngon rồi. Như vậy hoàn thành xong lại 50 nhá. Hoặc cũng có thể do update xong nó giảm bớt độ khó. Hoặc có thể do mình giờ mình tướng xịn quá đánh nó dễ thì không biết nữa. Nói chung là khá là hoàn thành rồi. Như vậy sau khi hoàn thành xong được thêm cái gì không nhỉ? Như vậy quà nhận chọn nó. Xong hết rồi đấy. Như vậy có thể reset lại đặt lại cái lặn rồi. Sau đó thì đi lại từ đầu à? Không, cái này đi lại từ đầu lâu lắm thôi, để cho vì cái này nói chung hoàn thành hết rồi thì kệ nhá. Nói chung mình hoàn thành xong cái là 50 rồi. Xem qua tí sẽ có cái quà gì mới trong cái túi lưu trữ này. Hình như thường qua xem một tí cái quà sao nhỉ. Trong cái túi này ví dụ như là đây có thêm quà gì không. Nãy quên không nhìn xem nó được tặng thêm cái gì không. Thì biết là qua là 50 rồi mà không biết có thêm cái gì không nhỉ. Không có. Thôi không có thì thôi nhá. Có thể có mình không để ý, nãy mình qua là 50 không để ý đâu. Sau khi qua là 50 thì chắc nó mở mình thêm một số cái linh tinh. Trong chỗ tác chiến cung ứng thì chắc là mở thêm mình cái ô nữa.
Đấy, mở thêm cái ô nữa ở đây là tác chiến ngăn chặn cướp biển. Cũng như một số cái liên quan đến cái map thử thách, là chỗ thử thách nó sẽ thêm những cái liên quan. Nhưng mà chắc video này đánh thêm mỗi cái này tí cho nó gọn thôi. Cái này nghĩ chắc nó không khó. Đánh 1 phút 30 giây. Cái đánh nốt cái này một tí cho nó xong thôi đúng không? Nói chung là cũng không nghĩ bây giờ nó dễ như vậy. Rồi là nó là cái này cho mình dùng tiểu đội của mình à. Thôi dùng luôn cái đội cùi cùi vào đi. Nếu mà đánh mà win luôn auto thì để auto thử xem win nhé. Không win thì mình lại nghĩ cách đánh sau. Nếu đánh auto win luôn thì ok thôi. Thường cái này thấy đánh nó khá là dễ, chắc không mức thua đâu. Đội hình này có hai support, có mini cha, hai support, có thứ thì chắc là đánh ok, có cả Xiaolin tỉa nữa chắc không sao đâu. Còn nói chung bây giờ nói chung cái lặn 50 nó dễ hơn mình nghĩ. Thôi nói chung là coi những nhẹ nhõm nhé. Thì mình bị tâm lý cái lặn 50 mình không đánh. Không ngờ bây giờ đánh lại dễ như vậy. Mình định để cho sửa xong set đồ đánh mà sao sửa mãi không xong set đồ. Hôm nay ngày cuối nhảy vào đánh lại win luôn. Như vậy nói chung là rất là thành công nhé. Cái lặn 50 giờ nó nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Định thử sức sớm hơn đấy mà tâm lý quá, để tận ngày cuối mới thử. Như vậy nói chung là nội dung video thành công tốt đẹp nhé. Mình xử lý xong cái lặn 50 rồi. Đánh nốt tí này thôi, mình thấy đánh cái này nhanh nhưng mà chắc không vấn đề đâu. 1 phút 30 giây chắc không khó. Như vậy nói chung là vượt qua nỗi sợ của mình đấy. Cái lặn 50 cái mình sợ nhất. Tại vì đánh nó bị cái quả đánh 15-20 phút đấy nó còn bót cuối. Đánh nó tâm lý, đánh lâu tâm lý xấu. Rồi, như vậy nói chung là nội dung video này chắc có thể kết thúc ở đây đấy. Nó thành công hơn mình nghĩ. Mình đang dự chủ đánh vài tiếng mới thắng, nhưng không ngờ thắng sớm vậy. Nhưng có lẽ nội dung này có thể kết thúc ở đây rồi. Thì nói chung là như vậy mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Thì nói chung nếu bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Nói chung là mình đạt được mục tiêu này là thành công tốt đẹp rồi. Mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.